con hoặc và con bị người khác xúc phạm hoặc thậm chí dở trò đòi bài hay dùng những từ ngữ tục tiểu để chọc ghẹo thì con nên ứng xử như thế nào với những tình huống đó những lúc như vậy con rất khó chịu à, đầu buổi vấn đáp sư đã có trả lời một cái câu hỏi tương tự như vậy rồi ừ uhm. À, tuy nhiên á, thì sư có thêm một vài lời đề nghị như thế này à, Trong kinh tất cả lậu hoặc á, thì Đức Thế Tôn dạy là có những cái phiền não mà mình phải giải quyết bằng cách tránh né à, Nếu như mình có thể tránh được thì mình tránh đi Có thể dọn được chỗ khác thì dọn đi thì như vậy đó mình sẽ giải quyết được cái phiền não của mình, à. À, chứ không phải là cái phiền não nào mình cũng có khả năng mình uh, nhẫn nại, uh, có khả năng mình buông bỏ, uh, có khả năng mình đối diện, có một vài trường hợp nếu mà mình đi được chỗ khác mà nó an ổn, tìm được một công việc khác. À, ở một cái chỗ khác mà nó an ổn thì nên suy tính đến cái chuyện đó. Ừ. Ừ. Rồi à, cái gì hỏi như thế nào thì như cái trường hợp của Bồ Tát cái mà sư nói, người ta bắt vợ của Bồ Tát, bắt vợ của Bồ Tát, bắt đi luôn ấy chứ không phải kiểu mà chọc ghẹo nó bắt đi luôn, ấy. bắt đi luôn làm vợ của người ta đấy rồi bắt con của bồ tát thì trong một cái suy nghĩ là bồ tát có suy nghĩ là um, giết nó nhưng mà bồ tát ngay lập tức bồ tát cảm thấy là phải cái không có nên để cái tâm sân đó nó chế ngự mình và bồ tát lựa chọn là tha thứ mình muốn trả thù ấy, thì nó cần phải có sức mạnh nhưng mà muốn tha thứ được thì cần phải có sự dũng cảm, không phải dễ tha thứ. À, có một cặp vợ chồng đi tị nạn vào cái thời chiến tranh Tị nạn theo đường bộ. À, cái con đường tị nạn nó phải băng rừng. Trong cái đoàn mà vượt biên ấy À, thì cái cái thằng mà thủ lĩnh ấy, nó vừa ý với cái nhan sắc của bà vợ à, thành ra đó tiền thì nó lấy hết đã đành rồi mà nó cưỡng bức bà vợ ngay trước mặt anh chồng trong suốt thời gian vượt biên đó nó kéo dài gần một tháng trời trong một tháng đó chẳng những cái thằng mà dẫn đầu nó làm nhục bà vợ mà những cái thằng mà đệ đi theo á cũng hưởng ké. Rồi những người mà dựa hơi cái cái tụi mà dắt mối như vậy đó cũng hưởng ké, hưởng thụ bà vợ. Quý vị biết đối với một anh chồng mà mỗi ngày như vậy mà vợ mình mà chịu nhục thì nó nó kinh khủng lắm, kinh khủng. Lắm gần một tháng trời khi mà tới được nơi đó. nhưng mà rồi thì đương nhiên thì hòa bình lặp lại thành một cái người ngoại kiều khi mà người ta biết được câu chuyện người ta hỏi còn có hận cái 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 bọn mà dẫn đi vượt biên hay không thì anh chồng trả lời như thế này có lẽ là hai vợ chồng sống theo Phật từ theo đạo Phật từ nhỏ này. trả lời một câu mà phải nói là mình không trong cái hoàn cảnh đó mình không có cái gan mình nói câu đó hai vợ chồng nói như thế này nếu như đi vào rừng gặp con cọp mà nó gặm cho một cái cánh nó gặm đứt một cái cánh tay mà nó thả cho đi nó tha mạng cho đi thì nên biết ơn lẽ ra là hai vợ chồng đã có thể chết rồi nhưng mà nó, dù tụi nó có ác gì thì ác nhưng mà tụi nó vẫn dắt mình đi được tới nơi tới chốn vẫn bảo toàn được cái mạng cho mình thì hai vợ chồng lựa chọn một cái phương án là biết ơn tụi nó cho nên sư mới nói là cái sự tha thứ nó cần sự dũng cảm mà anh phải có cái phật chất trong người đến như cái mức độ nào đó anh mới có khả năng tha thứ chứ không phải tha thứ nó đơn giản đâu ừ. Ừ. thành ra đó, muốn được như vậy mình phải có sự nỗ lực tu tập kìa. còn chưa được đó, thì mình nên tránh đi tránh đi rồi từ từ đó mình thay đổi cái thái độ của mình lựa chọn bỏ qua tha thứ Uh, tu tập nhất là tu tập các đề mục từ tâm để nó có thể hóa giải cái sự hận thù uh. thì đó là cái lời đề nghị của sư đương nhiên muốn làm được thì phải có sự kiên trì sự nỗ lực và cái sự quyết tâm chứ không phải là chỉ có khua môi múa mép mà được đâu chứ không phải là mình chỉ có giống chống khu chiên rồi đeo bản hiệu văn băng rôn mà có thể giải quyết được vấn đề đâu ha như sư nói đó trả thù thì cần có sức mạnh nhưng mà tha thứ thì cần có bản lãnh Đấy. cần có sự dũng cảm rồi thôi à, cái thời gian thì nó cũng hết rồi cái số có